trong một khoảng không gian tĩnh lặng, xuất hiện trạm vũ trụ mang tên Herta. Đây là nơi sinh sống và làm việc của hàng nghìn người thuộc đội tàu Astral. Cảnh tượng yên bình đó những tưởng cứ thế trôi qua cho đến khi có một cái tiếng nổ lớn, đánh dấu sự xâm lược của binh đoàn phản vật chất lên trạm vũ trụ. Tín hiệu báo động đã được phát đi, mọi công tác chuẩn bị được gấp rút thực hiện để bảo vệ trạm vũ trụ. Cô gái xinh đẹp này là Kapka và cô đang chơi violin. Bỗng nhiên có một cái tiếng nổ lớn vang lên khiến cho Kapka dừng lại không chơi violin nữa. Và cô đã nhắc đến phụ mẫu của ai đó rất là nhiều. Bỗng nhiên có một cái hình ảnh hiện lên. Đó chính là cái logo cách điệu của một con sói cho chúng ta biết. Thực ra Kapka không phải là người thuộc đội tàu ở trên cái trạm vũ trụ Herta này. Vậy Kapka là ai? Kapka là ai thì còn lâu tôi mới nói. Nhưng mà anh em có thể xem tiếp để biết Kapka là ai nhé. Dáng đi của Kapka thật sự rất là đẹp, nhưng mà cô nàng đang cầm vào hai cái khẩu súng. Và tất nhiên một trong hai khẩu súng đó không phải là của tôi. Tuy vậy cái cảnh này vẫn khiến cho tôi tan nát cõi lòng. Mấy tên lính thuộc binh đoàn phản vật chất thực sự không phải là đối thủ của Kapka. Sau khi xử lý xong lũ ruồi nhặng, Kapka chạy dọc theo hành lang đến một cái căn phòng bí mật ở cuối hành lang. Đó chính là khu trung tâm của trạm vũ trụ này. Và ở đây cô gặp chiến binh hư không lạc đàn đang ngồi xổm đi ỉa. Thật sự quá mất vệ sinh cho khởi đầu của một con game. Gặp chuyện bất bình không thể ngó lơ đứng nhìn, Kapka bèn rút thanh kiếm màu hồng quất thẳng vào đít chiến binh hư không. Đoạn này khá là thốn nên là đạo diễn bảo cắt. Trong cảnh tiếp theo, mặc dù vẫn còn đau đít nhưng mà chiến binh hư không lao đến Kapka như một con mãnh thú. Gần như đã được chạm vào Kapka rồi thì tự nhiên lại bị cản lại. Thế nó mới cay chứ lị. Và đó là sự xuất hiện của cô làng Weebu sói bạc. Và nếu mà đến đoạn này anh em có hỏi tôi giữa Kapka và sói bạc tôi chọn ai, thì tôi xin trả lời là tôi chọn cả hai. Xoay quanh cuộc nói chuyện giữa Kapka và sói bạc, từ đây chúng ta biết Kapka và sói bạc là hai thành viên ở trong tổ chức Stellaron Hunter, được cài vào trong đội tàu để thực hiện một cái nhiệm vụ bí mật. Trong đó Kapka đóng vai trò chính trong cái nhiệm vụ lần này, còn sói bạc đóng vai trò hỗ trợ Kapka. Một thành viên khác ở trong tổ chức với mật danh Enio đã cung cấp nguồn thông tin ở trong trạm vũ trụ Herta có cất giữ một cấu trúc có tên vật thể lạ, hay còn được gọi với cái tên khác là khối u vạn giới hay là Stellaron. Đây chính là cái thứ mà tổ chức đang săn tìm. Và nhiệm vụ của Kapka cũng như là sói bạc ngày hôm nay là tìm ra Stellaron và kích hoạt nó. Tuy nhiên để làm được cái điều này thì nó không hề dễ dàng, bởi vì người cất giữ vật thể lạ là một nhà bác học, một thiên tài có tên Herta, cũng là tên của trạm vũ trụ này. Hai người tiến vào khu trung tâm dữ liệu và ở đây họ đã tìm kiếm dấu vết của Stellaron, nhưng hoàn toàn ở đây không có bất cứ một cái dấu vết nào cả. Mọi dấu vết về Stellaron đều được che đậy bởi bàn tay thiên tài Herta. Tuy nhiên với khả năng hacker tuyệt đỉnh của sói bạc đã hack vào hệ thống trung tâm dữ liệu và tìm ra được nơi cất giữ Stellaron. Đó là một căn phòng bí mật, một căn phòng thuộc chiều không gian thứ tư, mà để kích hoạt nó, sói bạc đã phải hack vào hệ thống. Sói bạc và Kapka đã thành công trong việc tìm ra Stellaron. Và trong cảnh này chúng ta cũng được biết sói bạc và Herta đều là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Chính vì thế sói bạc rất hiểu Herta. Trong khi đó thì Kapka đã kích hoạt thành công Stellaron. Kapka ngắm nhìn Stellaron lần cuối, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó cô lấy cấu trúc ra, tiến gần về phía sói bạc. Nhưng mà thực ra là không phải, Kapka không hề tiến về sói bạc mà tiến gần về một cái xác bên cạnh sói bạc. Tuy là một cái xác nhưng mà trông rất là đẹp trai, bởi vì đó là cái xác của tôi, Tuấn Cơm. Và sau đó Kapka đã ấn thẳng cái vật thể lạ lên ngực tôi, ấn rất là mạnh luôn. Và cũng phải nói là rất là may mắn, bởi vì Kapka đã chọn ngực mà không phải là chỗ khác. Tôi mở mắt ra nhìn thấy hai người, và Kapka cũng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Kapka hỏi, tôi có nhớ tôi là ai không? Tôi trả lời, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi thích em. Nói đến đây Kapka thay đổi liền thái độ với tôi luôn. Kapka nói, Kapka phải đi rồi, Kapka sẽ để lại tôi ở trong cái trạm vũ trụ này một mình. Và không quên kèm theo lời nhắn, đi ra ngoài đường thì phải cẩn thận, ngó trước ngó sau anh nhé. Tôi cũng rất là nhiệt tình líu kéo em nó. Kapka ơi đừng đi, anh chỉ có mình em. Nhưng mà em vẫn nhất quyết ra đi. Đấy anh em ạ, cái cảm giác bị crush, nó từ chối, nó buồn lắm, nó thê thảm lắm. Thế là tôi lại bị ngất đi. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì lại bị cưỡng hôn bởi một thằng đàn ông. Một cái câu chuyện thật sự là nó rất là dã man luôn.
quá nhiều điều nó đến với tôi trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho tôi không kịp thích nghi. Cú sốc đầu đời đã khiến cho tôi rất là đau đầu. Hai người có thể cho tôi một cái khoảng thời gian để tôi có thể suy nghĩ nghiêm túc về cái vấn đề này được không? À ôi, đau đầu quá. Trong lúc đang ôm đầu, tôi lại nhận ra cô gái trước mặt của tôi đây là một cô gái rất là xinh đẹp, với một cái giọng nói khá là dễ thương, khiến cho tôi tự nhiên hết đau đầu. Cô ấy giới thiệu cô ấy tên là mùng 7 tháng 3, và anh bạn đẹp trai vừa cưỡng hôn tôi có tên là Đang Hăng. Đúng là cái tên nói lên tất cả. Tên làm sao thì của chiêm bao làm vậy, thảo nào mà hăng thế. Hai người có giới thiệu, hai người ở đội tàu Astro và là thành viên của trạm không gian Herta. Liệu rằng hai người đó có phải là một cặp? Đang nói chuyện thì Đang Hăng quay mặt bỏ đi. Tôi nhìn theo Đang Hăng. Hay quá, đây là cái cơ hội của tôi đây rồi. Hí hí, chỉ còn tôi với mắc bẫy. Chết với ông. Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái cuộc hành trình khám phá cốt truyện của Honkai Star Rail anh em nhé. Rồi, let's go. Đấy, như ở tập trước thì anh em cũng đã biết là cái thằng Đang Hăng là nó đi đâu rồi, tôi cũng không rõ. Nhưng mà đại loại là để lại tôi với em mắc bẫy. Đấy, để lại với em mắc bẫy cho tôi chết rồi. Chỉ còn mắc bẫy và tôi. Chúng tôi sẽ làm được gì khi ở bên nhau? Ồ. Vậy là vừa mới coi như là vào bước vào màn mới cái là chiến luôn đấy hả? Chúng ta được giới thiệu một cái cơ chế mới, đấy chính là thuộc tính điểm yếu của đối thủ. Khi mà nó hiện lên cái thuộc tính điểm yếu, chúng ta có thể sử dụng nhân vật có cái sức mạnh của cái yếu tố đó để có thể là đánh nó. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái thanh sức bền ở phía dưới. Cái thanh màu trắng là thanh sức bền. Đấy, khi mà thanh sức bền bằng 0, đấy, tấn công thì sức bền bằng 0, thì đối thủ là sẽ bị làm sao? Đánh thử để biết. Ok. Khi mà sức bền bằng 0 thì đối thủ sẽ bị rơi vào trong trạng thái đóng băng. À, đấy là đối với cả đối thủ có cái điểm yếu là băng. Đấy, thế còn chúng ta ở đây là chúng ta sử dụng sức mạnh vật lý để tấn công thì làm sao? Thì nó sẽ có trạng thái là chảy máu. Đấy, chảy máu này là như nào? Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đó chính là cái sự khác biệt giữa các cái hệ. Tuấn Cơm mà chơi hệ vật lý, còn Mark là chơi chơi hệ băng. Đúng rồi. Đây nó chính là cái sự khắc hệ ở trong cái con game ở đây. Ok, hiểu 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 hiểu. Rồi. Ở đây là có cái sức mạnh phòng thủ. Ồ. Mark là một cái em gái rất là dễ thương nhưng mà lại có sức mạnh của một chiến binh à? Skill là skill bảo hộ anh em ạ. À. Và có thể phản đòn được nếu mà bị đánh. Ồ hay đấy nhở. Kích hoạt chiến kỹ, sau khi kích hoạt chiến kỹ xong là cứ bị đánh là bị là được phản đòn lại. Khỏe đấy. Coi như là được một lần đánh rồi gì nữa. Ok. Rồi. Mấy cái thằng tép diêu thì nói chung là yếu thôi. Này, đánh lại này, phản đòn luôn. Đấy, hay. Được đấy nhở. Vậy là sau cái màn chơi vừa rồi chúng ta biết cái cách phá vỡ điểm yếu. À. Tôi nghĩ là trong cái giai đoạn này thì vẫn chỉ là cái giai đoạn ban đầu game, tức là chúng ta được giới thiệu thôi, những cái cơ chế ở trong game. Chúng ta lắm được những cái cơ chế này, chúng ta vào những cái trận đấu combat nó khó hơn. Chúng ta biết cách vận dụng. Đấy, ở đây là khi mà trước khi trận đấu chúng ta có thể chỉ vào đối thủ và biết được những cái điểm yếu của đối thủ. Từ đấy là có thể là chọn cái đội hình cho nó phù hợp. Ok. Hơi hiểu. Rồi giờ đi theo cái hướng mũi tên này. Cái căn phòng trung tâm này là hình như là trước đấy là Capca đã vào đây rồi mà, đúng không? Lát nữa chúng ta sẽ đi thang máy ở khu trung tâm đến khoang điều khiển chính. Anh có biết đường ở đó không? Biết thì đéo được. Khổ, anh ở đây bao giờ đâu mà anh biết. Đồ trên người anh không phải là đồng phục ở trạm không gian. Anh không phải là người ở đây. Ai mà biết được là anh có ở đây hay không? Đã bảo là mất trí nhớ rồi. Người ta mất trí nhớ có thể là ở đây hoặc là không phải là ở đây. Đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ mất trí nhớ thì biết cái gì đâu. Cứ hỏi nhiều nhỉ. À đúng rồi, bỏ đi không hỏi nữa. Ok. Đi thôi, đưa anh về. Ok, cảm ơn nhá. Có giắt tay không? Ở đây chúng ta sẽ có cái bản đồ này. Ấn M anh em nhé.
sẽ có một cái bản đồ hiện lên và chúng ta sẽ biết được là chúng ta đi đâu. Ok, đi thẳng đó. À, khi mà chúng ta đập những cái hòm này, chúng ta sẽ có những cái đồ. Đây chắc là cơ chế loot đồ ở trong game đây. Ấn F. Ấn F. Ấn F để mở hòm. Ok. Sẽ có những cái hòm ở trong cái con game này để ở những cái vị trí ngóc ngách và chúng ta sẽ tìm ra. Khi chúng ta tìm ra là những cái hòm đấy thì chúng ta sẽ có những cái phần thưởng. Phần thưởng là gì thì tôi cũng không biết, nhưng mà nói chung là nếu mà cứ tìm thấy hòm thì mở thôi. Đi trên đường này mà có hòm thì chúng ta sẽ mở. Đây rồi. Đấy. Đây nha, chúng ta sẽ có cái điểm yếu. Điểm yếu ở đây là có cái thuộc tính của chúng ta. Đấy. Đấy chính là vật lý. Rồi, nhảy thẳng vào đập thôi. Ơ kìa. Như nào nhở? Như nào nhở? Ờ, như nào nhở? Như nào nhở? Như nào, như nào, như nào, như nào? Như nào? Ơ, không được ấy à? Không được đập chết luôn à? Này vào chiến tiếp à? Thế thì cũng hơi mất thời gian đấy nhở. Bọn này có lẽ được không thì có thể là chúng ta lần sau mà gặp thì không đánh nhau nữa mà lé đi nhỉ. Rồi. Vận mệnh là bảo hộ. Chính vì thế là sức mạnh của Mark 7 chính là bảo vệ. Chiến kỹ là có thể dùng khiên để bảo vệ một đồng đội. Chỉ được một đồng đội thôi. Khi khiên được kích hoạt thì nó sẽ có một cái vòng bao ở bên ngoài cái thanh máu, cho chúng ta biết được cái lượng khiên. Ok. Khi nhân vật chịu sát thương thì sẽ ưu tiên tiêu hao khiên. À, tức là máu sẽ không mất máu mà sẽ trừ khiên trước. Hiểu rồi. Phản đòn kinh phết nhờ. Mark 7 này cứ mỗi lần là bị đánh vào là phản đòn luôn mà. Chỉ được 2 lần thôi à? Chỉ phản được 2 lần thôi. Rồi. Chọn những thằng mà có cái khả năng suy yếu là băng thì chúng ta sẽ chọn chúng ta đánh. Còn đối với cả Tuấn Cơm thì sẽ chọn những cái thằng mà có khả năng suy yếu là vật lý anh em ạ. Đấy, có vật lý thì đánh thôi. Đánh vào vật lý. Nhưng mà đây là đánh kiểu đánh chùm ấy. Sát thương là sát thương diện rộng nên là chúng ta sẽ chọn cái thằng mà nó có thể là gây ra được nhiều đam nhất. Cái con game này cũng khá là dễ khi mà nó định đấm vào cái thằng nào ở bên mình ấy là chúng ta sẽ biết được cái ý định của đối thủ. Khóa ngay ở cái thằng Tuấn Cơm, thế là y như rằng là chúng ta chỉ cần dùng khiên bảo hộ cho Tuấn Cơm thôi là ngon rồi. Đấy, cứ dùng khiên bảo hộ cho Tuấn Cơm đấy là coi như là yên tâm luôn. Bởi vì nó đánh vào Tuấn Cơm mà, đúng không? Thế mà có vẻ như là hơi khó ở cái giai đoạn đầu khi mà chưa có cái nhân vật có khả năng hưu máu. Chưa có khả năng hưu máu nên là khá khó chơi đấy. Chỉ có cái khả năng là bắp giáp thôi. Cái con quái vật này nó chúng ta không có cái thuộc tính của cái con kia. Đây, ở đây chúng ta chỉ có hai thuộc tính đấy chính là băng và vật lý thôi. Nếu không đánh được, đánh rất là lâu luôn. Nó khá là khỏe đấy. Cần phải có một nhân vật có cái thuộc tính mà có thuộc tính khắc với cái con đấy thì mới chơi được anh em ạ. Chắc là sau này cũng sẽ có những cái nhân vật đấy thôi. Con game này là con game gacha, tôi nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều các nhân vật khác nhau. Và có những cái nhân vật là được cho free. À, có những cái nhân vật thì là sẽ phải mất tiền roll. Ok, đi đâu ấy? Ở đây bị khóa hết rồi. Không vào đây này. Đường nào ấy nhỉ? Ở bên kia có quái mà không đi qua được này. Ơ? Không phải đường này. Đây là nó bị khóa vào rồi anh em ạ. Không đi được qua đường này đâu. Rồi đi loot đồ rồi. Mỏ leo không gian để làm gì đây? À, cái mỏ leo không gian này là để hồi máu. Chúng ta có thể hồi máu khi mà đến đây.
Ok. Hồi máu chưa? Đây, hồi rồi đúng không? Rồi, đây, thang máy trung tâm đây rồi. À, tôi biết ngay mà. Thành công rồi sao? Không, hình như thang máy đã bị hỏng rồi. Nhấn nút không thấy có phản ứng gì hết. Chán quá. Nếu mà có Đang Hăng ở đây thì tôi nghĩ là anh ấy có thể giúp chúng ta sửa chữa cái thang máy này đấy. Anh ấy hiểu một số thứ khá là vi diệu. Tôi làm gì mà biết cái thứ đó đâu. Ơ? Đan Hăng này. Ôi dồi ôi, tại sao lại xuất hiện xuất quỷ nhập thần như một con ma vậy anh? Nếu bạn nghĩ tôi là một con ma thì bạn đã sai rồi. Thực ra tôi đi đường tắt đấy. Arlan cũng ở phòng giám sát. Anh ấy bị thương nhẹ, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Anh tìm được anh ấy rồi à? Arlan có biết về cái thang máy đó đã bị hỏng không? Là người phụ trách bộ phận an ninh, chắc là anh ấy cũng sẽ biết đấy. Vậy chúng ta gặp anh ấy đi. À, Đan Hăng vào trong đội của chúng ta rồi đây này. Một đội 3 người. Đa phần những cái game gacha giờ sẽ có một lập một cái đội 3 người, 4 người hoặc 5 người. Hay. Đấy, thế là chúng ta có thêm một thành viên mới rồi. Và ấn vào đây để lập đội này. À, cái con game này sẽ có 4 slot nha anh em nhá. Sẽ có 4 người. Ok. Ở đây chúng ta chọn thêm Đan Hăng vào. Vậy là chúng ta sẽ có một đội 3 người hiện tại. Ở đây còn rất nhiều những cái slot khác. Chắc là tương lai là sẽ có nhiều đội đấy. Ở đây là chúng ta có 6 slot thì có thể lập được 6 đội. Rồi. Mở giao diện nhân vật, tăng cấp nhân vật. Ở đây chúng ta sẽ có một cái giao diện nhân vật để chúng ta ấn vào đây chúng ta nâng cấp cho nhân vật này. Rồi. Đấy, sẽ có vật liệu để tăng cấp. Ây da, tăng một phát lên level 4 luôn ấy hả? Khỏe thế nhở. Mặc dù là mới vào nhập đội thôi nhưng mà đã lên level 4 rồi. Nâng cấp luôn cho bé Mark 7 nhở. Ok. Tôi là nhường hết cho các bạn ấy. Tuần cơm chưa được đớp phát nào đâu. Chưa được đớp phát nào luôn. Đấy, đánh từ lấy giờ đánh chay luôn này anh em thấy không? Hết nâng cấp rồi. Hết sách rồi. Chúng ta sẽ không thể nâng cấp được nữa. Thôi được. Level 2 thì cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là cái con game này thì ở trên đường khi mà chúng ta đánh quái thì nó cũng sẽ rơi các vật phẩm ra thôi. Đầu game thì nó cũng phải làm cho nó dễ dễ một chút chứ. Làm nó khó quá thì còn ai chơi đúng không anh em? Tôi nghĩ là cứ đi loot đồ này thế nào cũng sẽ có đồ để mà chơi đâu. Đây rồi, đây này, đánh quái này thế nào chả có đồ. Bí kỹ năng lực đặc biệt của nhân vật. À, đây chúng ta sẽ có cái bí kỹ. Đấy là cái sự khác nhau. Được, tôi hiểu rồi. Có cái sự khác nhau khi mà ở ngoài này, ở ngoài màn hình, ở ngoài cái màn hình chiến đấu ấy. Là chúng ta sẽ được sử dụng bí kỹ của từng nhân vật. Đó chính là cái sự khác nhau giữa các cái con nhân vật này. Ok. Bí kỹ của Mark 7 khi khai chiến sẽ đóng băng một kẻ địch nếu mà chúng ta sử dụng. Rồi, hiểu rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ chuyển thôi. Ở đây chúng ta sẽ có bảo vệ. Đến Hăng đánh đầu tiên với tốc độ nhanh nhất, xong rồi là đến Mark 7. Đấy, tuần cơ mà đánh rất là chậm nên là đánh cuối cùng. Nhưng mà khỏe phết đấy nhở, đập phát chết luôn này. Khắc hệ, quả vừa rồi là khắc hệ đấy. Đánh vào đúng điểm yếu của đối thủ. Nhưng mà sao Đen Hăng cũng khắc hệ mà sao không giết luôn được nhở? Chứng tỏ Đen Hăng này yếu đúng không anh em? Tôi up lên level 4 rồi mà đánh yếu hơn level 2 à? Thế thì cũng không tin lắm đâu. Let's go. Rồi bây giờ đánh là phải khắc hệ này.
À bây giờ không khắc hệ được ấy chứ. Tôi mới nhận ra một điều đấy chính là nếu mà không khắc hệ ấy, ở trong trò này nếu mà không khắc hệ ấy nhá, thì đánh nó như là gãi ngứa luôn cho đối thủ. Đánh nó rất mất ít máu. Khá yếu nhá. Nếu mà đúng hệ ấy, thì đánh đập nó rất khỏe luôn. Rồi. Đây có một cái hòm để chúng ta có thể loot được đồ này. Rồi đi đâu? Đường nào ấy nhỉ? Không phải, đây 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 đây, có cái cầu thang. Chúng ta đi lên cái cầu thang này. Đây rồi, có phải island không? À, đúng rồi. Các người đi chung sao? Đúng thế, tôi và anh ấy đều là thành viên của đội tàu Astro. Ồ, có phải cái cô Heta mời mọi người đến hỗ trợ lên này không? Đó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi. Chúng tôi đến đây để giao di vật mà Heta đã ủy thác tìm kiếm. Không ngờ lại gặp cái cảnh này. Tại sao quân đoàn phản vật chất lại nhằm vào mọi người thế? Tôi thấy mục tiêu tấn công của chúng là trạm không gian, hoàn toàn phớt lờ bề mặt của các hành tinh. Cho tới hiện tại tôi cũng không có manh mối gì cả. Quân đoàn đến quá đột ngột, hệ thống an ninh trong trạm đột nhiên mất hiệu lực. Không bao lâu thì bọn nó xuất hiện. Trạm trưởng Asta đã tổ chức sơ tán nhân viên ngay lập tức. Vốn dĩ nhiệm vụ của tôi là yểm trợ mọi người rút lui, nhưng mà không ngờ cuối cùng lại sơ ý. Đừng có tự trách mình nữa. Chân và tay thuận của anh đã bị thương. Lựa chọn lấp ở đây, tránh đối đầu trực tiếp với quân đoàn, đó là một cái lựa chọn hoàn toàn sáng suốt. Đúng thế, hầu hết các nhân viên đã lánh nạn rồi. Việc cấp bách hiện giờ là trở về khoang điều khiển chính để tổ chức phản kích. Cho nên anh có biết cách sử dụng thang máy không? Hiện tại nó đã hỏng. Thực ra là nó không hỏng. Sau khi sơ tán xong, để ngăn chặn quân đoàn tấn công trực tiếp vào khoang điều khiển chính, quyền hạn thang máy đã bị phong tỏa. Asta nhờ mọi người đến tìm tôi, chắc đã đưa cho mọi người khóa mã để truy cập vào hệ thống thang máy rồi chứ. Ồ, hình như là có đưa cho tôi một cái thẻ. Cô nhớ đi xem nào, em yêu. Tôi không nhớ đã để cái thẻ đó ở đâu rồi. Ôi dồi ôi, em ơi. Nhớ đi xem nào, cô nhớ. À, tôi tìm ra rồi. Ôi, đau hết cả đầu. Rồi, bây giờ làm gì đây? Sử dụng mã hóa. Sử dụng mã hóa. Ok. Nhưng mà sử dụng như thế nào? Đây rồi, đơn giản. Let's go. Thang máy như là khởi động rồi đúng không? Đấy, có phải thang máy đây đúng không? Đúng rồi. À, tức là sao? Tức là chỉ mở thang máy ở tầng trên cùng thôi ấy, hả? Tuyệt đối không thể để quân đoàn dùng thang máy để có thể là vào khoang điều khiển chính được. Ồ, hiểu rồi. Mọi người chịu khó đi đường vòng nhé, ngại quá. Sao lại mọi người? Anh không đi cùng với chúng tôi sao? Tôi đi cùng không tiện, dễ liên lụy đến mọi người. Tôi sẽ ở lại đây và chờ mọi người. Anh đừng lo về việc cản chân chúng tôi. Việc khóa thang máy chắc là cũng có thể thực hiện được ở khoang điều khiển chính mà, đúng không? Đúng thế, không phải là đã có tôi, Tuấn Cơm, cộng thêm Đang Hăng rồi sao? Không bị lỗi nào đâu. Quân đoàn phần vật chất, cứ để cho chúng tôi no. Anh chỉ cần đi theo chúng tôi, tự chăm sóc tốt bản thân mình là được. Hãy tin chúng tôi. Cảm ơn. Ok, chúng ta có một cái khả năng mới, tính năng mới đó chính là vết tích. Rồi, vết tích sẽ ở trong giao diện của nhân vật. Rồi vào đây xem có cái gì nào. Vết tích chính là cái dòng thứ ba. Ở đây chúng ta sẽ nâng cấp được cái năng lực của nhân vật à. Ở trong cái bảng này chúng ta sẽ tăng khả năng của nhân vật đấy. Tăng sát thương băng.
Để năng lực cho Mark. Xong chưa? Tối đa đúng không? Thế còn những cái này có tăng được không? Đạt cấp tối đa rồi, tức là không tăng được nữa rồi. Ở đây thì yêu cầu nhân vật là bậc 1 cơ. Chúng ta chưa có nhân vật bậc 1 à? Tôi tưởng là nhân vật này là bậc 5, bậc 6 rồi mà. Ôi giời. Có thể là cái bậc này là không phải là cái level. Chúng ta có thể là nhầm sang là level là bậc. Ok, tôi cứ lâng hết cho 3 người đã, xong rồi tính sau nha anh em nhé. Cái này bao giờ lâng được tiếp thì tính sau. Còn bây giờ cứ cái gì lâng được lâng thôi. Bây giờ tài nguyên thì tôi thấy là cũng khá là nhiều tiền đấy. 12.000 thế kia là thoải mái luôn. Nhưng cái này nó cần là yêu cầu nhân vật bậc 1 cơ. Nhưng mà bậc 1 này thì thực sự là tôi cũng không biết là bậc này là cái gì. Tôi chưa tìm hiểu anh em ạ. Đấy, cũng vừa mới vọc được khoảng độ 1 tiếng đồng hồ thôi. Đấy, vào game được 1 tiếng đồng hồ chưa biết gì cả. Tôi như anh em. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Khả năng cao cái bậc đấy là nó không đồng thời với cả cái level đâu. Nó sẽ là hai cái khác nhau đấy. Tranh thủ đi loot đồ tí nhá anh em nhá. Điểm yếu là băng. À tôi hiểu rồi. Đấy là nếu mà đứa nào có cái điểm yếu là băng ấy thì vào phát là đọc băng hết luôn. Hiểu hiểu hiểu. Tất cả những cái đứa mà điểm yếu là băng thì khi mà vào trận đấu sẽ bị Mark đóng băng. Hay phết nhỉ. Đó chính là cái bí kíp đúng không? Từ từ đã, từ từ đã. Chưa vào cánh cửa này vội. Tôi quay lại xem là có cái gì khám phá đằng sau này không đã. Không có đi vội đã nha em nhá. Từ từ. Xem ở trên này có cái gì nào. Tranh thủ đi loot đồ đã anh em ạ. Hai bên hình như là như nhau đối xứng. Không vào đây. Chỉ có một con đường duy nhất là đi đường này thôi. Lé qua con này được không? Không đánh được không? Chạy thế nào? Ui ui. Chém trượt rồi bạn ơi. Lúc đầu tôi định là không đánh. Nhưng mà xong tôi nghĩ lại, tôi bảo là nếu mà không đánh thì liệu rằng chúng ta sẽ mất tài nguyên không. Nên là tôi vẫn quyết định là đánh. Anh em ạ, đánh mấy cái con này, quái này sẽ có thêm cái phần thưởng. Nên là thôi, chúng ta cố gắng, chúng ta không bỏ qua bất cứ con nào ở trên đường cả. Rồi, hiện tại tôi đang dùng tuyệt kỹ của Tuấn Cơm. Tuấn Cơm, Tuấn Cơm là có thể là đánh chùm được đây. Ui giời. Được đấy. Khỏe phết đấy. Đập một phát gần hết chết luôn mà. Đen Hăng có vẻ hơi đuối nhá. Đen Hăng áp cấp sớm là trông yếu hơn. Có thể là vì là không phải là khắc hệ ấy. Phải khắc hệ mới khỏe cơ. Nếu mà không khắc hệ thì đánh nó sẽ mất ít máu. Đánh rất là gãi luôn. Tôi cần phải tìm một cái con quái thuộc hệ màu xanh là cây của Đen Hăng thì mới ăn được. Để xem là con nào có màu xanh là cây không cho vào. Chiến luôn. Để xem sức mạnh thật sự của Đen Hăng nếu mà gặp những cái con quái màu xanh là cây. Trong này có cái gì loot không? Thôi đi trên cái con đường này thôi. Đường dẫn đến cái hình mặt trời ấy, nó chính là cái đường mà chúng ta cần đến. Đây rồi. The repulsion bridge has been shut down. Yes, to stall the enemy, more or less. Rồi tiếp theo chúng ta đi tiếp lên trên này. Ở bên kia như có con quái vật cả. Ơi nhưng mà làm nào gặp nhỉ? À đây đây đây. Đây có cái hòm này. Nhiều đồ ở loot phết đấy. Mặc dù tôi cũng chả biết là những cái đồ này khi mà loot thì nó có cái tác dụng gì. Hiện tại là chưa biết. Rồi. Round này không đóng băng được con nào cả. À đây này, có con xanh là cây này. Đấy. Bây giờ Đen Hăng là có thể sử dụng được để đánh cái con xanh là cây. Ok. Ôi kìa, sao đánh con xanh là cây nhở? Hình như là có một cái bước là lựa chọn nữa. Nhầm. Phải chọn nữa xong rồi mới đánh được anh em ạ. Chết khổ.
lần đầu tiên được sử dụng đen hăng. Đây rồi. Chúng ta sẽ bảo vệ cái người mà có cái mục tiêu ấy, cái mũi tên mục tiêu ở trên đầu. Bởi vì cái người đấy sẽ bị tấn công. Ok. Bắp giáp xong rồi là phản đòn lại được luôn. Hay. Nhưng mà mất khá ít máu. Đây là mới là phát huy hiệu quả của đen hăng này. Đấy. Thấy chưa? Đúng thật anh em ạ. Cái con game này, cái việc khắc hệ ấy, nó quyết định khá là nhiều ấy. Cái lượng đam gây ra nó là kinh khủng khiếp nếu mà khắc hệ. Nó phải gấp 5-6 lần ấy anh em ạ, không phải là 1-2 lần đâu. Nhiều lắm. Rồi, đi men theo con đường này chắc là cũng đến được cái vị trí của cái vòng xoáy kết thúc trung tâm. Đây rồi. Kìa, thứ ánh sáng lấp lánh kia có phải là lon ánh sáng không? Chẳng phải đây là hàng hiếm lưu hành nội bộ trong công ty Hòa Bình hay sao? Không phải, nón ánh sáng là công nghệ của sảnh đường hồi ức. Vì nó có thể mang ký ức theo bên mình. Nó là vật thể cường hóa, vô cùng lợi hại. Nghe nói công ty đã tốn rất nhiều tiền để mua bản quyền sử dụng. Nhưng Herta làm thế nào để có được thì tôi cũng không rõ. Lai lịch của mấy cái lon ánh sáng này chính đáng. Mọi người cứ mang theo nó đi. Nó sẽ giúp ích được nhiều trong chiến đấu đấy. Ok, vậy chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng mới à. Đấy chính là cái nhân vật lon ánh sáng. Cung cấp thuộc tính cho nhân vật. Ok. Rồi chúng ta sẽ có lon ánh sáng. Sử dụng nó như nào? Để tăng thêm cái thuộc tính, đấy chính là thêm sát thương 20% cho tấn công thường và chiến kỹ của người cầm cái lon ánh sáng này. Đây, chúng ta sẽ có vào trong cái giao diện nhân vật để trang bị lon ánh sáng. Đây rồi. Đây, lon ánh sáng nó chính là cái ô này. Đây. Trang bị. Đây, ấn vào cái trang bị này, trang bị này. Rồi, vậy là chúng ta đã trang bị lò ánh sáng vào rồi. Thêm 20% sức mạnh của tấn công thường và chiến kỹ. Từ nãy giờ giết bao nhiêu quái mà vẫn không loot được cái đồ tăng tăng level nhỉ? Rồi, cái lò ánh sáng này cũng có level của nó này. Level bây giờ hiện tại đang là 1/20, tức là lò ánh sáng có 20 level. Rồi, những cái này thì chúng ta cũng sẽ không tăng được cái gì cả. Ở đây có cái tinh hồn, thêm một cái dòng tinh hồn này chưa biết nó là cái gì. Thôi thì phải đợi thôi. Sau này chắc là nó cũng sẽ giới thiệu hết cho chúng ta biết. Đấy, trong cái quá trình mà chúng ta nhập môn thì thế nào cũng sẽ có giới thiệu thôi. Thế nào cũng sẽ giới thiệu tất cả các tính năng ở trong game để cho chúng ta biết. Nhưng cái đấy phải tìm hiểu dần dần anh em ạ. Chứ còn cái tầm này nó vẫn chưa biết. Chưa lên cái giai đoạn để biết nhá anh em nhá. Thôi tạm thời biết thêm cái lò ánh sáng này. Thế là ngon rồi, bây giờ kiếm 3 cái lò ánh sáng cho 3 đứa. Để xem là sức mạnh của nó tăng lên được nhiều không. Rồi chúng ta đến cái mỏ leo này, chúng ta hồi máu đã này. Mà hình như là nó tự hồi cho tôi thì phải. Rồi bây giờ tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Đấy là đi đến cái vị trí vòng xoáy kết thúc ở trung tâm nha anh em nhá. À đây chúng ta lại loot được thêm cái đồ nó tài liệu cũng chả biết để làm gì. Tài liệu giải rác khắp nơi. Nhà khai phá có thể đọc để tìm hiểu thêm về các cái câu chuyện. Ok. Rồi. Và mỗi lần mà chúng ta tìm được một cái gì đấy, chúng ta sẽ có thêm ngọc ánh sao. Ngon phết nhỉ. Đây rồi, cửa thang máy rồi anh em ạ. Ui, cái gì đây? Đen hăng người hùng của lòng em. Ui, viết thế tôi vừa lấy cho hôn cái nhờ. Ui, con gì đây? Con gì đây? Trông có phải khỏe đấy. Anh à. Đây có thể là chùm của cái bài này đấy. Nhưng mà hình như là bị khắc hệ với cả đen hăng. Là đen hăng chơi được. Đen hăng chơi được anh em nhá. Đánh nhưng mà có vẻ như là hơi gãi thì phải. Rồi. Khóa mục tiêu tuấn cơm.
Nếu mà khóa mục tiêu Tuấn Cơm thì bây giờ chúng ta chỉ cần bảo vệ Tuấn Cơm thôi. Đấy, nó có một cái cơ chế mà chúng ta vừa mới học được ở trong cái tập 2. Rồi. Cái con này nó bị khắc hệ Tuấn Cơm luôn. À, vào đây là chúng ta sẽ xem được cái hiệu ứng xấu của từng nhân vật. Đấy, chúng ta sẽ bị khóa này. Ở đây là chúng ta sẽ bị khóa. Không những là hiệu ứng xấu mà chúng ta cũng sẽ xem được những cái hiệu ứng có lợi nữa của cả nhân vật của chúng ta và địch thủ luôn. Cái bảng này nó coi như là cái bảng tổng kết ấy, nó sẽ nhìn nó dễ hơn thôi. Rồi, rồi đập rồi. Ở đây là cái con tướng này là nó bị khắc hệ bởi cái hệ vật lý nữa, cái hệ hủy diệt nữa. À, hệ vật lý, sorry anh em, cái hệ vật lý và hệ phong. Hệ phong là của Đen Hăng. Đen Hăng là hệ phong. Rồi, ui đập cũng thấm đấy. Đấm hai phát đúng không? Mày cưỡng này cũng nhiều phết. Rồi, chưa tính đến những cái đòn phản đòn. Nhưng mà nó chỉ đấm vào Tuấn Cơm thì mới bị phản đòn thôi anh em ạ. Còn nếu mà nó đấm vào những cái đứa khác mà không được bắp cái giáp ấy thì không phản đòn. Chỉ đánh nó đúng cái đối tượng mà được bắp giáp thôi. Đấy, đánh vào Tuấn Cơm là bị phản đòn ngay mà. Đánh vào Tuấn Cơm là bị phản đòn ngay. Thêm phát nữa. Ơ, không, không, không được à? Chỉ được hai phát thôi. Rồi, cho thử tuyệt kỹ nào. Tuyệt kỹ của Mark sẽ là mũi tên băng rút từ trong cất ra. Bắn. Có đóng băng không? Có đóng băng đối thủ luôn. Hay. Thế là đây nó sẽ là cái chiêu khống chế đây. Sẽ có một nhân vật là vừa có khống chế vừa có bảo vệ. Rồi, bây giờ chắc là tẩn thôi nhỉ. Bởi vì không khắc con nào cả thì cứ tẩn vào cái con tướng thôi. Rồi. Lại một chầy lấu giả cầy. Ồ. Bây giờ như Tuấn Cơm mà đấm nó khỏe nhất rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà nếu mà kéo dài trận đấu lâu ấy thì chúng ta sẽ không có hiêu máu, khả năng toàn là rất cao. Làm gì có hiêu máu đâu. Đội hình không có hiêu máu anh em ạ. Rồi làm quả tuyệt kỹ của Đen Hăng xem nào. Ây à, trông đẹp đấy. Mày cưỡng này. Kinh. Hay. Chọc tiết lợn nó căng phết nhỉ. Anh Liên cầm coi như là cầm ấy à. Dao phòng lợn à. Ui nó tỉnh dậy rồi kìa. Nó tỉnh dậy cái nó đầy máu luôn á. Điêu thật. À nhưng không phải, cái dòng màu trắng là không phải là máu. Cái dòng màu trắng là nó là cái sinh lực cái gì ấy. Khi mà chúng ta đánh cái dòng màu trắng mà nó tụt về không ấy thì cái con này nó sẽ bị là stun. Hoặc là nó sẽ nhiễm cái hiệu ứng gì đấy, kiểu chảy máu gì đấy. Tôi nhớ như thế. Đấy, có giải thích qua qua mà tôi nhanh quá tôi cũng chưa kịp thẩm. Rồi. Phản đòn này tôi thấy đánh mất nhiều máu hơn là đánh bình thường. Đánh thường mất ít máu hơn thì phải. Rồi bây giờ chắc là chọc tiết lợn thôi nhỉ. Làm quả chiến kỹ đi. Đánh cũng mất nhiều máu ấy chứ. Ôi giết luôn này. Chả hiểu sao gây được đam. Ôi dù sao cũng đã giết được chùm rồi. Ngon rồi. Ui nhưng mà đâu có phải giết được chùm đâu. Nó gọi ra một đống này. Ui đánh không lủi kéo cả băng tới thì ai chơi lại. Ây da, cái gì đấy, cái gì đấy. Tuyệt chiêu của ai đây. Ui. Căng đấy. Tuyệt chiêu của ai nhở. Ôi dồi ôi. Ai đấy. Người có tâm hồn to và đẹp này là ai. Ai nhở. Ai nhở, ai nhở. Ô, ai nhở. Himeko. Tên cô ấy là Himeko. Himeko sao giờ này mới đến thế. Quân đoàn vật chất đợt cuối cùng giống hệt bọn châu chấu. Chúng tôi đã phải sử dụng tên để bắn đấy. Đánh đấm mất sức quá.
Đến sớm cũng có làm được gì đâu. Mặc dù đại bác quỹ đạo của chúng tôi đã càn quét diện rộng, nhưng Heta trở về nhìn thấy trọng không gian tan tác như vậy, chắc chắn sẽ tính sổ tôi đấy. Anh không sao chứ, Ireland? Asta rất lo lắng cho anh. Tôi không sao cả, chỉ cần băng bó vết thương lại là được. Cảm ơn mọi người. Tôi đi báo cáo tình hình cho trạm trưởng Asta đây. Tạm biệt. Hey, rất vui làm quen. Tôi là Himiko, hoa tiêu của đội tàu Astro. Nói cách khác, đoàn tàu chạy như thế nào đều nghe theo cô ấy đấy. Trên đường đến đây, Mark có gây phiền phức gì cho anh không? Mark thì phiền phức tôi thì cũng được thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà cô, một người phụ nữ có cái tâm hồn to và đẹp, gây phiền phức cho tôi thì tôi cũng chấp nhận được. Dã man thật sự. Tính của tôi là như thế. Lần này tôi không có gây họa gì cả. Mọi người cần phải làm quen là được. Xem đi, Đan Hằng đã là quen với tôi rồi đấy. Tôi có quyền giữ im lặng. Thanh Liên rất là dễ hòa nhập. Xem ra mọi người đã thân với nhau rồi nhỉ. Thân thì cũng được, nhưng mà đừng có thân ai người nó. Ok, hôm nay chắc là chúng ta sẽ nghỉ ở đây thôi anh em nhá. Chúng ta xong cái chương 2 rồi. Liệu rằng khi mà lên trí con tàu này gặp Himeko, một người phụ nữ rất là quyến rũ, có tâm hồn to và đẹp, thì liệu rằng là tôi có thay đổi không? Mời các anh em xem tiếp cái tập tiếp theo nha anh em nhá. Rồi, tạm biệt anh em. Bye bye. See you again.